7 địa điểm chính ca bệnh COVID-19 ở phường Hưng Dũng đã từng đến. Vào đêm 15 tháng 6, qua xét nghiệm PCR của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã phát hiện ca nhiễm COVID-19 thứ 2 tại thành phố Vinh. Bệnh nhân là NDT Nam, sinh năm 1989, có địa chỉ thường trú tại ngõ 95, đường Nguyễn Duy Trinh, khối Văn Tiến, phường Hưng Dũng. Sáng 16 tháng 6, Sở Y tế Nghệ An đã có thông báo khẩn số 2308 về địa điểm liên quan đến bệnh nhân NDT. Ca bệnh COVID-19 ở phường Hưng Dũng từng đến 7 địa điểm tại thành phố Vinh, Cửa Lò. 7 địa điểm gồm công ty FE Credit, số 44 đường Đinh Lễ, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 11 tháng 6, 2021. Trung tâm phát hành sách, đường Lê Hồng Phong, thành phố Vinh, lúc 21 giờ, ngày 2 tháng 6, 2021. Quán Thúy Hiếu, bãi biển Cửa Lò, thị xã Cửa Lò, từ 17 giờ đến 21 giờ, ngày 5 tháng 6, 2021. Khách sạn Summer, đám cưới trưa, ngày 6 tháng 6, 2021. Quán cà phê Highlands Coffee Vinh Center, trưa ngày 6 tháng 6, 2021. Khoa tai mũi họng Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh, từ 14 giờ đến 16 giờ, ngày 9 tháng 6, 2021. Khu vực sàng lọc Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông, lúc 15 giờ 30, ngày 15 tháng 6, 2021. Sau khi xuất hiện ca dương tính thứ 2 tại khối Văn Tiến, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, ngay trong tối 15 tháng 6, chính quyền phường Hưng Dũng đã tiến hành phong tỏa nơi bệnh nhân cư trú là ngõ 95, đường Nguyễn Duy Trinh, thuộc khối Văn Tiến, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã quyết định phong tỏa toàn bộ khối Văn Tiến, một phần của hai khối Xuân Bắc và Xuân Nam theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ từ 0 giờ ngày 16 tháng 6. Giãn cách toàn phường Hưng Dũng theo chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ, phong tỏa địa điểm ca bệnh từng đến là khách sạn Summer, khu nhà ca bệnh làm việc tại phường Hưng Dũng, tạm ngừng hoạt động khám chữa bệnh tại phòng khám Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh và Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông kể từ sáng 16 tháng 6.